phác thảo (sketch) là cơ sở cho hầu hết các mô hình 3D. Việc tạo một mô hình thường bắt đầu bằng cách tạo một phác thảo. Từ phác thảo có thể tạo các đặc tính (feature). Có thể sử dụng một hoặc kết hợp nhiều đặc tính để tạo một mô hình chi tiết (arc). Sau đó, lắp ráp các mô hình chi tiết thích hợp để tạo mô hình lắp ráp (assembly). Từ các mô hình chi tiết hoặc mô hình lắp ráp, có thể tạo các bản vẽ 2D (2D Draw Bin). Một phác thảo là một biên dạng 2D hoặc mặt cắt của mô hình cần tạo. Để tạo một phác thảo, sử dụng một mặt phẳng (plane) hoặc các bề mặt của mô hình có dạng phẳng (planar plane). Trong nhiều trường hợp, một phác thảo được bắt đầu tại vị trí gốc tọa độ (origin), cung cấp một điểm neo cho phác thảo. Đường tâm (centerline) là một đường phác thảo đi qua gốc tọa độ và thường được sử dụng để tạo lệnh quét xung quanh trục (reward). Có thể xác lập kích thước như độ dài và bán kính của các đối tượng. Có hai loại kích thước là kích thước chủ động (driven dimension) và kích thước bị động (driven dimension). Có thể tạo các driven dimension bằng công cụ smart dimension. Khi thay đổi giá trị của các driven dimension, kích thước của mô hình sẽ thay đổi. Ví dụ trong mô hình tay vặn này, bạn có thể thay đổi chiều cao tay vặn từ 40mm đến 50mm. Các Ribbon Dimension cũng có thể tạo bằng công cụ Smart Dimension. Không thể thay đổi trực tiếp giá trị của các Ribbon Dimension. Giá trị của các Ribbon Dimension sẽ thay đổi khi thay đổi kích thước chủ động (Driven Dimension) hoặc các ràng buộc của phác thảo. Một phác thảo có thể ở ba trạng thái: xác định thiếu (underdefined), xác định đầy đủ (fully-defined) hoặc xác định thừa (overdefined). Trong một phác thảo xác định thiếu, các đối tượng chưa xác định sẽ có màu xanh. Nhờ vậy, có thể biết được cần thêm các kích thước hoặc ràng buộc nào để phác thảo được xác định đầy đủ. Các đối tượng chưa xác định sẽ không cố định, vì vậy có thể kéo chúng. Trong một phác thảo được xác định đầy đủ, tất cả các đường thẳng, đường cong và vị trí của chúng được xác lập bởi các kích thước hoặc các ràng buộc hoặc cả hai. Một phác thảo không cần phải được xác định đầy đủ trước khi sử dụng để tạo các đặc tính. Nhưng nên làm vậy để giữ thiết kế không bị vô tình thay đổi khi thao tác. Một phác thảo được xác định đầy đủ sẽ có màu đen. Một phác thảo xác định thừa bao gồm các kích thước không cần thiết hoặc các ràng buộc mâu thuẫn nhau. Phác thảo trên xác định thừa vì cả hai cạnh đứng của hình chữ nhật đều được ghi kích thước. Theo định nghĩa, hình chữ nhật có hai cạnh đối diện bằng nhau, do đó chỉ cần ghi một kích thước 35mm. Các kích thước hoặc các ràng buộc không cần thiết sẽ có màu vàng. Có thể xóa các kích thước hoặc các ràng buộc không cần thiết, nhưng không thể chỉnh sửa chúng.
Các ràng buộc trong môi trường phác thảo thiết lập các quan hệ hình học như bằng nhau hoặc tiếp tiến giữa các đối tượng phác thảo. Các ràng buộc sẽ tự động thêm vào phác thảo khi vẽ. Lấy ví dụ khi vẽ hai đường thẳng nằm ngang của phác thảo sau đây. Các ràng buộc nằm ngang và song song sẽ tự động thêm vào. Cũng có thể thêm các ràng buộc thủ công bằng cách sử dụng công cụ Edge Relation. Trong phác thảo này, có thể thiết lập ràng buộc bằng nhau cho hai cạnh 100 mm. Do đó, chỉ cần cập nhật một kích thước nếu muốn thay đổi chiều dài cho cả hai cạnh. Ký hiệu màu xanh cho thấy có ràng buộc bằng nhau giữa hai cạnh nằm ngang.